Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Thông tin Truyền thông về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo trên địa bàn thành phố từ năm 2018 đến nay. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước có quy hoạch quảng cáo, có các văn bản tổ chức hướng dẫn thực hiện. Các sở đã tham mưu cho thành phố nhiều mô hình, nhiều cách làm tiên phong sáng tạo. Toàn thành phố có gần 12.000 bảng quảng cáo tại các thùng rác công nghệ theo dự án xã hội hóa. Trong đó, sở chấp thuận nội dung quảng cáo thí điểm tại gần 600 thùng rác công nghệ trên địa bàn 6 quận. Từ năm 2018 đến quý 1 năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trong hoạt động quảng cáo với tổng số tiền trên 6,8 tỷ đồng. Sở Thông tin Truyền thông đã tập trung rà soát xử lý các hành vi vi phạm về quảng cáo sản phẩm, dịch vụ bị cấm, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ tài chính bất hợp pháp, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, 92 trang thông tin điện tử vi phạm quy định pháp luật quảng cáo. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị hai sở phân tích đánh giá thêm tiềm năng lợi thế của thành phố trong lĩnh vực quảng cáo, những đóng góp tích cực của các lĩnh vực quảng cáo với kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời rà soát kỹ các nội dung được quy định tại dự thảo luật thủ đô rồi để khi luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, chủ động triển khai nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống.